Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikaki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và đây là chương trình tay to buổi tối mỗi ngày. Và lúc này chúng ta đang có 12 đội tuyển một đội bay kéo dài trong vực cảng lớn mà nó sẽ kết thúc trong vực nhà máy điện. Đây là team C. Và lúc này C xuống con cu, Q và Lưu họ sẽ quyết định chọn trong vực cảng lớn ở đây trên chân của mình. DT Game TV, Cản Long Game TV, Cớm Game TV, TDH Game TV thì họ sẽ có mặt ở trong cái khu vực đó, là cái khu vực cổng trời. Vẫn như mọi kỳ thôi, vẫn sẽ hướng tới căn nhà ma này. Liquid Bomb, Mr. Borobot, Mr. Boroba cũng như là Pansy thì họ sẽ chọn khu vực đảo dừa nơi dừng chân của mình. Với cái kiểu đường bay này thì đảo dừa chắc kèo rồi. Team Blue vẫn chưa rời của máy bay, có thể là nhà máy điện cũng là hoặc là khu vực đảo dừa. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng Team Blue này họ sẽ như vậy. Team Blue họ sẽ hướng đến khu vực đảo dừa, bởi vì đảo dừa nhưng mà đấu này nó sẽ là điểm nóng và có thể là nó sẽ mang lại rất là nhiều những pha thi đấu cực kỳ gắt ở trong bàn đấu này đây. Lúc này thì trở lại thì về bàn đấu chúng ta, lúc này WAG Hà Nội họ cũng đẩy vào đảo dừa luôn, nhưng mà đấu này có Mami C. Và tôi nghĩ rằng dưới sự dẫn dắt của Mami C thì cô tới Boss Mr. Combo cũng như là Fun Game thì họ sẽ thi đấu ổn hơn. Vâng, nói chung là khi mà Mami C trở lại thì nó là một sự khác biệt. Và Cớm em thì bị có mạ vừa với chiếu team 75H rồi. 75H họ nhảy xuống, lúc này chỉ còn lại Beta cộng như là Tân Vlog mà thôi. Và lúc này thì bà Tân Vlog đang có những pha loot đồ cho mình, nhưng mới có cổ M14. Và tôi nghĩ rằng thành viên đến từ vị trí của Game TV, đồ đạc của họ là rất nhiều. Cú tứ có mạ hạ gục với chiếu Blue thủy đồ. Và lúc này thì Fun Game bị hạ gục luôn. Và vừa nhảy xuống ngay lập tức có pha giao tranh. Mami C vẫn thi đấu ổn định như thường lệ và có mạng hàng không cho mình. Thêm một pha gục nữa dành cho cô tứ. Vâng, hôm nay Mami C có vẻ như anh ta đã trở lại rồi. Anh ta đã trở lại rồi, nhưng hãy nhớ là trong vực này có team Liquid nữa cơ. Một pha bắn nó sẽ có pha gục vào vị trí Blue Panda. Và team Blue họ đã bị quét sạch rất sớm ở trong bàn đấu này. Lúc này team Liquid họ nhảy xuống vực phía trên của bản đồ, như vậy họ sẽ chưa có những pha đụng độ ở vị trí số 2. Mr. Borobot đang ở rất gần vị trí của WG Hà Nội. Và lúc này WG Hà Nội họ sẽ phải thu mình và di chuyển vào khu vực phía dưới thôi, nếu không muốn bị đối phương quét sạch. Lúc này King of Free Fire họ đang có mặt trong vực thành phố biển. Và hôm nay có một sự bổ sung, đó là Fuji. Fuji cái tên cũ anh ta là Fuji 77 và anh ta từng thi đấu trong màu áo Fort Hood, nhưng bây giờ thì Fuji sẽ ở trong đội hình của WAG và anh ta đang thi đấu ké và đang thi đấu cho team King of Free Fire. Và nếu như bạn nào chưa biết thì Fuji 17 cũng như là Quý là một trong những cặp đôi thi đấu cực kỳ ăn ý ở trong đội hình của Fort Hood. Nhưng bây giờ khi mà Fuji đã rời khỏi Fort Hood rồi, Quý anh ta chỉ còn lại mình ta cô đơn mà thôi. Kakute, Quý, Nancy Kute cũng như là Phở đặc biệt đang có những pha lút đồ cho vừa có quân sự. Vừa rồi thì Game TV tiếp tục có thêm mạo hồ với chiêu Beta cộng, và chỉ còn lại ở Tân Vlog thôi. Và với chỉ còn lại một mình như này thì chúng ta đừng có chờ đợi những cái tình huống siêu to khổng lồ gì ở trong bàn đấu này. Lúc này thì Seeker, anh Bốt, Rua như là Kang họ đang di chuyển về phía khu vực làng Rim Nam. Đây là Kang đây mũ 2 giáp 1, Rua chưa có đồ gì cả, vẫn đang trần chuồng. Anh Bốt vẫn đang trần chuồng và Seeker một mũ 1 giáp 1. Hôm nay thì cũng lại là một sự thay đổi hơi khác một chút khi mà tôi thấy là bài Khang ta thi đấu thay cho ai nhỉ, tôi quên mất rồi. Nhưng mà có sự trở lại của Seeker như là Rùa thì có lẽ là tương đối yên tâm. À, ở trong team 3 em này thì tôi thấy là Seeker là một trong người mà bắn gọi là bắn ổn định nhất ở team này. Và lúc này thì đây là Tân Vlog và anh ta di chuyển về khu vực ngoại thành. SCVG Fort Hood thì hôm nay họ đang có mặt ở trong khu vực tháp đồng hồ. Và thực ra thì team này thì họ thi đấu rất ổn định. Vodka cũng như là Nệ Nếm Minh Hổ như là Pro Ken đa số. Tối hôm qua họ thi đấu tương đối hay. Và bây giờ thì họ đang có những cái pha gọi là loot đồ cho mình. Trở lại thì bên bàn đấu chúng ta lúc này thì đây là Nện Gaming như là Vodka và Fort Hood Hổ, Proaken ba số đang loot thêm cho mình những đồ trong doanh trại. Trở lại thì bên bàn đấu chúng ta lúc này đây là Cạ Hải đang tục tưng, con lợn gợi tình nhân hình họ đang di chuyển lên phía trên của khu vực đèo đá này, một cái cách di chuyển ở hơi ngược một chút. Và thực ra thì cái khu vực này nó cũng không phải là sở trường AFK. Sở trường AFK họ thường thiên về những khu bên trái, ví dụ như khu trường tập bắn này, đài quan sát, doanh trại hơn. Còn ít khi tôi thấy AFK họ xuất hiện ở trong những khu vực cổng trời này. Đây là Hải Đăng, và cảm ơn Phong Zipon đã có những pha donate cho Rikki Gaming, quá tuyệt vời Phong Zipon. Lúc này thì đây là Tục Tưng cũng như Pixxech của người đồng đội mình, và họ sẽ có những cái pha gọi là chờ đợi trong vực đèo đá này để cam bo từ phía khu vực đảo dừa sang hay chăng. Lúc này thì đây là phe Panda, phe Bi, Anna như là Shen, và lúc này họ đang có mặt trong vực đài quan sát. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Rikki Gaming, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhá. Và xin lỗi, ở trên này thì để lại cho mình một follow bằng cách ấn nhẹ vào dấu cộng góc trên cùng bên tay trái. Vâng, lúc này thì chúng ta đang có đây
đây là phe Panda Viana Mersen đã có những pha ở trong khu vực đài quan sát này. Si Sún còn cô kiểu như lưu thì đang có mặt trong vực nghĩa địa, và bây giờ thì họ sẽ có những pha di chuyển ra và sâu hơn trong vực nghĩa địa ấy chăng. Làng Thông có thể là nơi mà team Si tiến tới, và lúc này thì đây là cô nàng CQ. Và CQ thì mặc dù là cái ác cảo tạo khá ngon mà sao cô ta lúc nào cũng thích chơi cái quả hình xăm này. Và một pha tặng hoa cho Ria kia mình, và có một pha thả like cho cô nàng CQ. Đây là DT Game TV cũng như là cả Long. Lúc này thì cả TDH anh ta đã bị bắn gục rồi. Có đối phương ở đây và có lợi lợi tình có mạng hạ gục cho mình ở vị trí của TDH. Có lẽ những thành viên ở Game TV họ cũng hơi bất ngờ một chút khi mà có sự xuất hiện của team AFK ở trong khu vực cổng trời này. Như tôi đã nói rồi, team AFK rất ít khi họ có mặt ở trong khu vực này. Team AFK rất ít khi họ có mặt ở trong khu vực cổng trời này, và đó là lý do tại sao mà họ đã khiến nó bất ngờ. Liquid Bomb có mạng bị hạ gục với vị trí của team WAG Hà Nội rồi. Và lúc này thì team WAG Hà Nội họ đang có pha công. Thực ra thì đây là team Liquid họ công ở vị trí của WAG chính xác hơn, vì lúc này chúng ta nhớ rằng team WAG họ di chuyển xuống phía dưới cùng của đảo dừa. Fancy đang có pha bị bắn đang bị tấn công vị trí đối phương, nhưng bây giờ đối phương đang đẩy ra, đang có những pha nhảy nhót ở vị trí của cả cô tứ và ba BC. Liquid bây giờ một đạn được bắn bây giờ và mất nhiều máu quá. 1-4-1 bị hạ gục rồi, 1-1-3 anh ta buộc rất ít máu mà tiếp tục hạ gục. Và bây giờ thì khởi còn Fancy mà thôi. Evos Mr. Combat có mạ gục cho mình. Và các bạn thấy đấy, khi mà Mamisi trở lại, Mamisi quan trọng như thế nào với WAG Hà Nội. Liquid không phải là một cái tên đơn giản, Liquid là một trong những đội bắn cực kỳ ghê ở trong cái khu vực đảo dừa này. Nhưng khi mà có Mamisi cũng như là Cú Tứ thì mọi chuyện đó là khác rồi. Phe Shen có mạng hạ gục cho mình, đó là bàn gục đầu tiên cho team phe trong khu vực này. Bây giờ thì sẽ có những pha giao tranh trong vực doanh trại để tôi tin được như vậy. Một pha căn kè tới vị trí của phe Shen, nhưng mà có vẻ như đối phương đã nấp đi rồi. Vâng, một pha thi đấu rất tốt. Team phe họ được đánh giá rất cao về khả năng chạy bo thông minh cũng như là những cái điểm nấc tương đối quái dị ở team phe. Nhưng lúc này thì có vẻ như team phe họ vẫn đang có được cho mình một cái sự khởi đầu tương đối thuận lợi. Một vòng bo này thu thực ra nó thu ở tương đối giữa ở đồ thôi, nó không thu quá nhiều lệch của khu làng Rim Nam. Vòng bo này thì tương đối khó đoán. Trong khi đó thì King of Refi lúc này họ đã bắt đầu rời khỏi vực thành phố biển rồi. Họ là team ở xa vòng bo nhất. Và lúc này thì Endgame, Clear, Minao cũng như là Wang Fuji họ đang có những vài di chuyển cho mình băng qua cây cầu dưới vực ngoại thành. Fuji hôm nay có mũ 2 giáp 3, phe Anna tiếp tục có mạ gù cho mình. Và đó là mạ gù vị trí của Fort Hút Hổ. Vâng, à không phải Fort Hút Hổ, không phải Fort Hút Hổ. Vâng, xin lỗi tôi nhầm một chút. Và đó không phải là Fort Hút Hổ mà đó là một người chơi nào đó. Vừa rồi thì có lẽ là một tình huống bị lag thôi. Mình tình huống nó bị lag và chính xác là Fort Hút Hổ rồi. Vâng, nhưng mà vừa rồi tôi lướt qua thì không nhìn thấy. Rất xin lỗi các bạn đang xem kênh của Ria Gaming. Trở lại thì về ván đấu hôm nay thì nện đến mình như là Vodka. Có vẻ như ván đấu này đang hơi mất phương hướng một chút. Vâng, không biết hôm nay có nện cô nào hay là có uống quá nhiều Vodka hay không, nhưng hơi đang mất phương hướng một chút đến từ vị trí của Fort Hút Vodka như là nện Gaming. Có lẽ hôm nay họ chưa duy trì sự tập trung cao. Lúc này Hải Đăng tục tưng Pixel cũng như là Hình họ đã tiến vào trong khu vực cổng trời rồi, và họ có thể đang ở rất gần vị trí của Game TV hay chăng. Game TV quyết định sẽ bỏ khu vực cổng trời sau khi mà TDH bị hạ gục. Bây giờ thì họ đang nấp ở trong căn nhà chữ L phía giữa của bộ bản đồ. Bây giờ sẽ có một pha di chuyển xuống cản lòng như là cớ Game TV, họ sẽ có pha đẩy ra ở phía dưới có tường bom kẹo đối phương là ra, vẫn chưa rõ đây là team nào. Trong đó là khu vực làng gốm, team C vẫn đang có những pha phòng ngự cho mình. Vâng, đây là một giải đấu mà có lẽ rằng là khi mà tối nào các đội đã thi đấu với nhau thì nó sẽ có những cái sự gọi là am hiểu lẫn nhau về phong cách thi đấu. Đây là Tân Vlog, và như thường lệ Tân Vlog lại là người cuối cùng ở sống sót ở cái team 75 Huế Kinh này. Phó đốt gà Cute quý, Nancy Cute như là phở đặc biệt. Hôm nay là một sự thay đổi. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy Nancy Cute. Có lẽ là một thành viên mới, bởi vì cái tên quân đoàn chúng ta vẫn là V-God Team. Vâng, Việt Cốt Team à. Vâng, những vị thần ở Việt Nam. Và lúc này họ đang có mặt trong vực thung lũng này. Và cái việc có mặt trong vực thung lũng này thì tương đối gần với vị trí của Team Game TV. Bởi vì Game TV họ đã quyết định di chuyển ra đây để phòng ngự rồi. Gà Cute ta có mũ 2 sát 2 quý, mũ 2 sát 3 Nancy Cute, mũ 3 sát 2 phở đặc biệt, mũ 2 sát 3. Đồ đạc này họ là tương đối tốt, đồ có cả súng bắn xa, súng bắn gần, không thiếu súng nào cả. Cái thời xưa thì đôi khi là thời xưa tôi hay điểm qua về cái lượng đồ, lượng súng, nhưng mà thực ra thời gian gần đây thì lượng súng trong Free Fire là khá nhiều. Ít khi mà các đội mà chạy bom khoảng thời gian mà thiếu súng lắm, bây giờ chỉ thiếu giáp và thiếu mũ thôi. Trong khi đó team 3F họ vẫn thủ chắc cho vực làng Rim Nam. Vòng bo của chúng ta khoảng 5 giây nữa thì nó sẽ thu lại tới nơi. Và với việc là vòng bo thu vào thì bây giờ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chiến thuật của các đội. Vâng, các bạn Mãnh Hổ bảo là anh Hải nói ít hơn được không? Ngay lập tức tôi có một pha khóa mõm ở vị
chính các bạn Mãnh Hổ. Bởi vì như các bạn đã biết rồi, nguyên tắc trên kênh của Rigaki Gaming là gì? Đó là không nhận góp ý dưới mọi hình thức. Lúc này thì đây là Tân Vlog và anh ta vẫn đang ở ngoài, bên ngoài vẫn sẽ có phát tiến vào ở trong bên trong hay chưa? Vẫn là chưa, anh ta quyết định vẫn sẽ chạy bo theo vòng bo xanh. Một vòng bo nó sẽ rơi vào đâu đó giữa khu vực làng gốm, làng thông, thung lũng, tháp đồng hồ và là cổng trời. Và tôi nghĩ khả năng cao nó sẽ rơi ở khu vực thung lũng mà thôi. Nện người mình như là Vodka, họ vẫn đang nằm im trong khu vực vòng. Và nếu như các bạn biết thì đây là một trong những cái chòi canh rất mạnh ở khu vực này, nó kiểm soát khu vực tháp đồng hồ cũng như là phía trên khu vực thung lũng. Trở lại thì bên bàn đấu chúng ta lúc này đây là AK Hải Đăng, Tục Tưng, Pixel cũng như là Hình, và họ vẫn đang có những cái pha chạy bo. Ván đấu này phải nói là ván đấu này thì AFK họ đang có một cái khả năng chạy bo tương đối hay. Vâng, họ làm bất ngờ rất nhiều những team và đặc biệt là Game TV, bởi vì Game TV tôi nghĩ là không bao giờ nghĩ họ sẽ đụng đó AFK ở trong vực cổng trời đâu. Trở lại thì bên vào đấu và lúc này thì Si Sún, con cô Kiều Lưu họ cũng đang có mặt ở bên ngoài vương làng gốm. Và cái phong bo của chúng ta còn nó này còn tận 33 người cơ, nhưng thực ra nó chưa là gì so với cái ván đấu ngày hôm qua khi mà cái phong bo nó có đến tận đó là 46 người. Vâng, 46 người trong cái phong bo nhỏ nhỏ thế này vào cái giải đấu ngày hôm qua cực kỳ kinh khủng. Vâng, các bạn nói là end game chính là phước. Vâng, anh ta bọn nói chung là tôi nghĩ rằng các em thủ họ nên giữ giữ cái tên của họ để nó trở thành một cái thương hiệu. Nói chung là đã đặt tên gì thì cứ giữ cái tên này mãi thôi. Hoặc là nếu mà có đổi tên, ví dụ như anh Phước thì là Phước Endgame hay Phước gì đó, thì chúng ta những cái bình luận viên như tôi thì dễ có thể nắm bắt được hơn. Trở lại thì bên vào đấu chúng ta lúc này thì Endgame clear, Minao cũng như là Hù Gì họ cũng đang phòng ngự ở trong cái căn nhà chữ L, một cái điểm mà team sát thủ đi chảy mủ rất thích. Nhưng hôm nay thì team sát thủ không xuất hiện trong giải đấu này. Một pha ra hiệu cắt cổ từ vị trí của WG Fuji. Gà Cute, Quý, Nancy Cute như là phở đặc biệt thì họ vẫn đang có mặt ở bên ngoài khu vực thung lũng này, đang lút thêm cho mình lượng đồ hay chăn mũ 2/3. Thực ra thì lúc này thì product đồ họ là khá đầy đủ rồi, rất nhiều những tình huống gọi tính xanh, ít nhất là 4 điểm họ đang gọi ra những hòm tính xanh này, nhưng vẫn chưa có bất kỳ vào giao tranh nào. 33 người hú hồn cái ồn còn nguyên. Và lúc này thì Seeker, anh Boss, Hoover cũng như là Khang bây giờ họ mới tiến ở trong vòng, cái UAV quét qua nhưng không phát hiện ra bất kỳ một game thủ nào trong khu vực này cả. Tân Vlog, vâng, nấp ở sau hòn đá, không có gì đặc biệt cho những tình huống này. Cũng là những tình huống gọi là hòm tính xanh từ vị trí của nền mình, ném hòm tính xanh tương đối tốt, hòm tính xanh rơi khá đẹp và nó sẽ trở thành cái cửa chắn đối phương không thể công lên ở trong cái khu vực chòi canh này. Lúc này thì Cơm TV có mà ở vị trí Evos Mr. Công Bạ rồi, và đó là một hạng hậu thứ 3 dành cho Cơm TV trong tình huống này. Và lúc này WG Hà Nội họ mất đi thêm một người, mà Mami Xì, Cú Tứ họ đang ở vị trí tương đối chơi vơi ở trong cái vòng bo này. Trong khi đó thì DT Game TV, Cớm như Càn Long thì họ là những con cáo giả trong ván đấu này rồi. Vâng, ở trong mấy khu vực mà từ cổng trời chạy tung lũng này thì hiếm có team nào mà thi đấu tốt hơn team Game TV. Rất nhiều hòm tính xanh đang thả xuống từ máy bay. Vòng bo đang chuẩn bị thu lại, 32 người chơi là những gì mà chúng ta còn lại cho ván đấu này. Trở lại thì bên ván đấu của chúng ta lúc này thì vẫn đang những pha chờ đợi để King of Free Fire Endgame cũng như những người đồng đội mình, họ vẫn đang có những pha chờ đợi mà thôi. King of Free Fire lúc này thì họ đang lút thêm cho mình lượng đồ, trong này ở Clear đã có là M79 rồi, đồ đạc này tương đối ngon. Fuji anh ta có cho mình nó khẩu MP40 và sẵn sàng có những pha cận chiến có MP đã có M79 khá là yên tâm. Trong khi đó thì phải nói rằng lượng đồ Cú Tứ nhà Mami C là không được tốt, P90 không phải là một khẩu súng có thể cận chiến tốt, nhưng lúc này thì bản thân họ tổng lượng hạ gục của họ là 7 mạng. Và nói chung là với trình độ những em thủ này, chúng ta vẫn có thể tin vào một những điều tốt ở trong những cái pha xử lý của họ ở những tình huống sau. Lúc này vòng bo chúng ta nó sẽ thu ở trong một tháp, cái nơi mà trước đây nó rất nổi tiếng với khu vực mà chúng ta hay tổ chức những giải nấm đấm vàng. Lúc này thì King of Free Fire Clear đã bị hạ gục rồi, và sẽ có một pha giao tranh trong thung lũng này hay chăng? Mi Đào của Fuji bây giờ thì Mi Đào đang có và tấn công vị trí đối phương nhưng không gây được quá nhiều sát thương, có người ở bên ngoài. Lúc này Mi Đào anh ta đang hồi lại cho mình lượng máu, Fuji đã bị bắn gục rồi, đối phương đang đẩy xuống, đó là MBC và Cú Tứ. Vâng, bộ trang phục này không trượt đi đâu được. Và King of Free Fire họ đang có những pha đấp tương đối xa nhau, và sẽ có mãi của MBC bắn gục đầu WG Cú Tứ. À quên, xin lỗi các bạn, MBC bắn gục đầu WG Fuji rồi. Phe Panda có mạng hạ gục dành cho mình trong tình huống này. Lúc này team Phe cũng đang đẩy vào, team Phe và team 3F nó có pha đâm nhẹ vào vị trí của nhau và đã lấy đi một mạng đấy từ team 3F. Lúc này team Phe Panda đang bắn có mạng trả hùng ngược lại Phe Bì cũng như là Seeker đã phải nằm xuống rồi. Phe Bì có mạ gục mình và mạ gục tiếp theo dành cho Panda. Như vậy toàn bộ team 3F họ đã bị quét sạch của vào đấu này. Vâng, như vậy đã có 3 team bị quét sạch rồi, 3 team bị quét sạch. Bóng này King ở Vivi cũng chỉ còn lại 2 người mà thôi. Trong khi đó Mami Si cũng từ mỗi người có thêm cho mình một mạ gục. DT Game TV Cả Long như Cớm đã di chuyển vào, tôi thấy Cả Long đang bị bắn. Cả Long ta sẽ phải di chuyển ra, mất đi cho mình một nửa lượng máu, 106 máu là gì mà đối phương vừa hỏi thăm về vị trí của Cả Long Game TV. Và đó lý do vì sao anh ta đang phải hồi lại cho
mình lượng máu nấp sau cái cột điện này. Trở lại thì bên vào đấu chúng ta hôm nay thì Mamisi đang có pha đẩy lên, vâng, clear là toàn tạ, rất cảm ơn bạn. Vâng, team này đổi tên liên tục, tôi cũng không ưa một tí nào. Vâng, cứ đổi tên này rất là khó. Vâng, đây là gà Kute, như là quý Nancy đang được bắn, đó là quý. Như vậy là sẽ không có cơ hội để đụng độ với người bạn Fuji 17 quen thuộc của mình rồi. Nhưng lúc này thì vẫn đang được bắn, quý đang được bắn là tốt. Quý gây được rất nhiều, rất nhiều gà Kute cố mạo của chiều mi nào. Và lúc này King of Free Fire chỉ còn lại mình Endgame mà thôi. Lúc này thì vẫn đang là những pha bắn tốt đến được vị trí của quý. Và quý đang cả đối rơi ở phòng, đó là mạo của vị trí của quý và vị trí của SCV của Vodka. Vodka đã bị bắn gục rồi. Vâng, như vậy là team này chỉ còn lại nện lên mình thôi. Nhưng ta vẫn đang ở ngoài phòng. Tôi đang thấy là TDH game, tôi thấy Game TV họ đã mất thêm một người, đó là Càn Long. Bây giờ chỉ còn lại Cớm Game TV, anh ta đang cố gắng di chuyển vào. Đối phương di chuyển trước mặt đó là Cú Tứ. Nhưng bây giờ thì Game TV anh ta sẽ không làm gì cả. Có người trong căn nhà này, liệu rằng Game TV anh ta có thể làm được gì hay không? Sẽ là hồi máu của tôi. Mamisi vẫn đang có ra kiểm tra. Cớm Game TV đã bị ở gục rồi. Cú Tứ đang được bắn, Mamisi đẩy lên. Và Mamisi sẽ có mạng gục cho mình hay chăng? Vâng, vẫn đang là những pha gọi là cực kỳ căn kè. Vâng, phải nói rằng WG Hà Nội luôn thi đấu một cách rất cắt máu, có mạng cho mình. Một đồn gà Kute đã có mạng rồi. Nhưng bây giờ thì AK Hải đang là quá ghê. Team AK quét sạch WG Hà Nội, nhưng họ mất đi hai người, đó là con lợn đội tình cũng như là Hình. Vâng, một pha đổi thực ra là để đánh, để ăn được Mamisi ở trong giai đoạn này là khá khó. 4-2, nhưng họ vẫn mất đi hai người, đó là Pixxech cũng như là Hình. Và lúc này thì Tục Tưng và ông mày tên khó đọc ấy, Tục Tưng, cái chữ T rất khó đọc khi ở bình luận, tôi nói thật với các bạn luôn. Lúc này thì gà Kute, quý và Nancy họ đang có một điểm nấp tốt, và bây giờ họ đang kiểm soát được vừa thung lũng này. Họ biết trong vừa thung lũng này vẫn còn một team, có người ở bên trong, có người bên trong này, có người bên trong cái khu vực này, có pha tấn công vào vị trí của Nancy hay không. Còn cu có mạng ở vị trí của Hải Đăng rồi. Vâng, Hải Đăng đã bị một con cu phang thẳng vào người, và lúc này anh ta đã phải nằm xuống. Trở lại Tục Tưng rồi, Endgame cũng bị ảo vào vị trí của Fortwood quý và team của Fortwood SMG. Đây là team SMG. Fortwood họ đang có những pha đẩy vào tốt, phát hiện đối phương di chuyển lên, có những pha bắn là tốt. Là vị trí của quý, quý vẫn luôn là một người thi đấu cực kỳ ổn định ở trong giải đấu như thế này. Lúc này thì cả Kute đang có pha đẩy xuống, cả Kute phát hiện là có người bên ngoài, sẽ có một pha tấn công, một pha tấn công đối phương né đi rồi, nhưng cả Kute anh ta vẫn sẽ đẩy qua. Cả Kute anh ta sẽ biến đối phương thành cú theo mà thôi. Những pha bắn đến từ vị trí của đối phương đang nấp đi, đối phương có ngay trong nhà. Cả Kute anh ta hơi mất tập trung, nhưng vẫn nhưng đồng đội anh ta đã có thể sửa sai cho cả Kute rồi. Đối phương nấp ngay trong nhà, cả Kute vào xong đứng ở chỗ cửa. Vâng, khá là cổ từ vị trí của cả Kute, nhưng không sao cả, những người đồng đội anh ta Nancy Kute sẽ có pha sửa sai. Chắc là đang đùa đây, hôm nay Nancy Kute còn không thèm cứu đấy. Vâng, còn không thèm cứu, hoặc là đang nhường cho phở đặc biệt cứu. Vâng, những pha nhường cứu nhau khá là hài hước đến từ vị trí của team Fortwood. Trong khi đó thì Fortwood đệ game mình chính là người mà nấp ở trong cái dưới cái tháp này, nhưng mà lúc này người ta hết máu rồi, hơi cổ. Team Fair hôm nay họ đang ở giữa phòng, họ đang ở rất gần vị trí của team SCBG. Lúc này thì sẽ có những pha đẩy ra, Anna đang có những pha quan sát, nhưng mũ giáp anh ta gần bay rồi. Fashion phát hiện ra nện game mình lén lút lao vào và đã có pha nện thẳng vào nện game mình. Team C mà lúc này thật bất ngờ, nó vẫn còn sống mặc dù không giết được nhiều. Còn cù cũng như là kill mỗi người có bà gục. Lúc này CQ sẽ có pha đẩy lên chăng, C xù đang đẩy vào, C lưu đã bị bắn gục rồi. Và đang là những pha cao công giữa những người của C. C họ đang buôn bom, có bom cá mập mới ra mắt này. Vâng, có bom cá mập mới ra mắt. Đối phương đang đẩy vào, sẽ có pha tấn công ăn được hai người mà đẩy ra ngoài. Si xuống nơi sai rồi, Si xuống sẽ bị bắn gục và quyết tâm gạt giò phở đầu tiên, nhưng mà team Si đã bị quét sạch ở vào đấu này và chỉ còn lại 6 người mà thôi. Đó là team Phe, hai người team Phe, 4 người team Phe và hai người của Fortwood. Và như vậy là cả Kute và Quý đã bị bắn gục. Team Phe họ có cho mình cái top 1 trong vào đấu này. Team Phe giết được rất nhiều, Phe Panda, Anna và Shen, tổng cộng họ có được đó là 11 mạ gục. Và thực ra team Phe này thì cái cách chạy bo họ rất là quái. Nói chung là team nào chiến thắng thì cũng là chuyện bình thường thôi.